cho từ rương môi tiết của mọi bông bông chìm rồi từng rộng chạm vô và tiện tôn tình nâng cả này môi tiết cử thả trả cho đây về nhà để xây và tay cử thả trả cho bọc sạch đời xa tay lời nâng khai thạp bình dùng chìa prì tầm nó tiện tôn tình nâng cả này dân có đôi chìa mà tô có bọc sạch bìa nạ tàm phá lỡ bạn hỏi cả này đi đời xa cái là chỉ nhược nhóm để tàm đồn lời chìa sách cứ lời chìa thông thông đềm đồn hỏi cả này đi đời xa hẹn với bạn chia khai chia một thiên bọt cả đáy nực vừa bạch cho bọn và đời xa ta cả bọc nắng bờ sân chia mình cô ngốc mà nụ xa lạc và mình sạch ngốc cư mà nụ xa lạc và hỏi khi tham mà dạng đi và đôi chia nơi kháng và đôi dự phiếp sạch sạch đa Facebook sạch cùng Facebook mít quạt bàn mà hỏi thamay thamay nắng cư thà và cậu mà rây mà nhẹ cái nhà ra xây và cô mà rây mà nhẹ nắng và có bạn đặc cô bị các bán và trông thân nọ tại trời được dùng một kêu nắng bạn bạc liên bọc tiền gồm rào và bần đà lói sạp sạch cô tiền bị các bà đẹp nóng chẳng mình đang tha là bươn quát nắng lươn bần nà tê chị thòm ná tư tới trong khơi nạp bọc hàng chát sạp mùi và ngọt thầm mùi ấy bảo tay đi đò thầm bị các bà chẳng bị ai thả là bươn quát hai chơi lươn và lươn khăn bạn thua vào dụ chỉ vật sạch cô nóng xa lạc bà xa lạc dàng ở này không bà khơi nha rưu ní cư là bây tôi trang Facebook phong này cái nhà đã xây phía khơi nha bật tốt vì bọc ngọp hói bà hơi lạc nặng đôi chiếc lời nâng riêng ngạc phóng bà rụt dốn mà cha rụt dốn nóng bàn lược sạch cô mấy cái bác đã cho không lán hơi chi thật bạch bà hơi rưu ní bữa ta bộ phục vì Facebook cư dương mà nâng bà tham ta cái hai nửa ngay bật tái cư cái bà cứ tam ca lái lại cho cứ cái nơi ngày tìm một phây bốn khai cả nhá một tái dương một đơn tha ti tăng lên ná tè vây đa dư trong lực lái đó cứ trong lực lái đòi xa ta mùi dạng đi cứ cả là nơi cũng tạ trả cho bà bọc sạch lừa bị hạn tam độc lớn nó cả là chỉ nhỏ nhỏ cả nhà được xây bà đôi chia ca pi thằng ngày tìm một phây pi bà thằng ngày tìm một phây pi cả nhà được xây cứ nơi ông prom này bà ngay bởi phơi bì khai cả nhà nó ông prom này cô trừ rông là buộc thường này bà đào xa tại con bốc sạch cô chọn bè nè bốc cô chọn bè mấy cả nhà này xảy chọn bè kia bà mình đây tham sạch cô nâng đồng bông láo trừ rụt dôn mùi cướng bà bốc bằng đào là buộc thường hỏi nơi cả đào phơi bà hỏi phơi nâng cứ ngừng ngất tiệt bà hỏi đọc bì ông prom nâng còn bà một tô màu tam cáo còn mưa khơi bà bọc sạch cô đã rồi buộc cả đạp lời nó bằng nào rồi buộc thông ngôn chộp vậy bà hỏi cả này ní cứ cài là nơi bà hôm bà nơi giật cắt bởi hồ bà cắt bởi hồ còn tập khai dưới năng bà nơi William Mountain Park bà hỏi chú rô cửa trên nạp bạc bộ bà chi mà tố nó chung mua châm sụp hát phết bố bà dục hà sập bằng phí chân áng niên tì lùm nơi phôm bởi thân xong cắt chương ách khăn nằm cao đi thân nằm quýnh hay tập ban rồi buộc thốn nâng tập ban rút dân sạc rùm một toán và chuồn tầng tì bẹt chơi chùm nẹp vòng này và hơi mùi tiết và dường nơi trăm thạp ca bị thang ngay mà phê mùi khai ô dập hía rương nâng cô ôi hùa chật vòng này thì nhà đã xây và là dù bụi chôn bây nhẹ nâng quạt bạc lan bọc cô ngốc đọc bê hỏi con mưa chơi mưa sẵn ám ọt khơi mà chạc cố và lược đặt cố cho lán một vòng dọc chi chân tới và còn đang thay dấu từ cặp si cô lụa và to mấy nó là tái tới giờ mặt cách một toàn mà thôi cả khoa toàn phòng này và hỏi giờ bữa ta đang cứ bộc phốp cứ rụt dôn nắng chiều rụt dôn chân lúa vì nó bình tập cặp bột hỏi bạn ba rụt dôn nóng bọc cô ngọt các bà nó nơi nơi chùm loại chơi chết lại bốn hôm tập bèn tú xong cắt cặp bột và cặp bột dương nắng và khăn cô sáng chơi đi thịt bình bình và ở cái nhà đã xây dựng lược màu quỳnh từ lọc màu quỳnh từ lừa cả này đã không mấy xây mình nhạc từ ban bản từ ban ở dùng một cướng nào mình qua tạ sinh nhiên á đã bọc hói bọc cô quạt ngọt hói hói bàn lược mà các ba đã trông lán á khơi tha miền ca ăn đất bộ bộ chiều rọt đang khăn và vì bộ bộ chiều rọt đời xa ta khơi tha cô quạt bị các ba nắng cứ trở bụng mà lại quát và đi thả bà đại bà đại quát mưa chứ và tay mình đang thả nơi bưa đá trông thơ nó dương của mình đang thả trông thơ dàng bà đại tư bàn
cắt lại rửa hạt cái này chà bộ dân hứa cắt này nè dân ăn nếp tỏa dân ăn hiến tỏa hàng nà khóc hàng nà trời tế của cắt này sắp bì hàng nà nè cả phút tới cứ kẹt ao y xong phơi rồi nhé rồi nhá vì miếm phơi sắp bì hàng nà chất lo vô tái sắp bì hàng nà khác cứ mình đang chắc nè nà tế chất lo ấy bìa bìa ca sắp khá nâng cứ bìa bà ai bì nà bì nê rốt chô lan của mình đây bà nì ở vầy đây dư trong lực lại cái nhà được xây ở thuộc miền cả ở đây chẳng cả là hát phi môn mà cả nơi bốc sát á nên khi nhóm tôi bốc tay vận tay chỉ mỗi cái bốc đời sao ta lời ta khăn khai xin riếp mà chạm nắng mà đang tới nà thế cô nó đào vì bà rút rút đánh cái ní á ná mà cho là nó tịnh là để tự cặp tới dư mà chạm là cứ miên sức đần đần ai khang thiện kỳ mà chả sạp phía nạn trên sân nón so người ca khuyết khát nạn dường và ta đời lấy tại đó cả này nó mà chả sạp phía nạn đừng bắt xu này ok thì nhà đã xây cam này ní giờ đời xa ní hợp chốn tại bường một tô với ai bạc bò là chỉ vật đời xa cả lo mốc thuộc thông miên bạc bong chỉ vật đời xa bọc sạp phía nạn cứ lấy mau khi nhau mình thuộc cạch lại một đồn nơi xa án cả nóng thơ thuộc nơi xa án ư khi nhau chi một tô phải nhắc á và tại phơi chiết lê giò phơi sáng nó phơi chiết lịch phơi mùi nó vì muôn mao cả lại như tập piang hay tập piang sáng nó bà tu sáng nó và cứ tay tập miên là sạch piang ạ đài và tại cứ dương cầm rô khơi nhờ chặt chặt quạt trên nhà khuya cứ khmer còn lại khuya nó hơi chịu từng vông từ vông nhà chát cứ trong đọc sạch sạch cô chiêng này không ca quạt khuya tam phơi nữa và tại ngày lúc đi thang khi ông nhà đọc bình nhạc em chỉ lướt vào tác khi em đắc khi em dạy bài này khi em mưa tham miên cô miên ca khuya cô ta mà tạo thời chiết đó khi em bị vật bình nhạc bị dạy giải pi chẳng ngái em tác đòi xa dương cơ tham mình ấy cuối thì em kia hói được chia cô nó được chia khai mà chạc cô nó còn ở bàn trông cả lời và tác đọc bưu sao kia mình tên ở đằng tha sát cô nó bị phá xây gì vừa rút trông máu mó trông máu và ơ mà tố dạp miền ấy khi em học tùy họ tươi lương khi nhóm chọn vừa cua hết trong này bốc chọn từ tương này một đòn hai đòn là đăng bao giờ nhà nó xây cứ ban ban cứ đạp ban một ôn từ cái bài nó quạt lưa khi nhóm đặt kiên khang hết cho lão sờ lò ôi sầm nát khi miên mùa cô bờ ăn miên mùa cô tí đăng từ đó than na thì bà ní cứ đòi xa dương cật tha cả rồi này ní cứ tha thì mùa dương ai cật tha chỉ cả thuê thuê bà hết rồi bỏ quạt rồi bỏ bồn bó là quạt trên nhạc khuya cú nữa cái nhà ra xây bản hơi dương tập lọc mưa riêng đa là cực rai quên Facebook này tiền lấy khao chạy tiết chạy chạy ở sau lưng tí nhá và chạy xa bọc cô này chạy cô ạc chơi mình cô mình biết cô dùng đi làm được ก็ไปย้อมเพิ่มก็ไปย้อมไปย้อมไปย้อมเพิ่มไปย้อ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 
mình cũng một tiết có dùng đi làm được con bài chồng con bài chồng bị long lơ bà cái nhà đó xây dựng sống kết từ mưa cái lấy từ tập hiệp đi khởi thà mấy sợi bắt đầu bị sát cô quạt bán slap hay là một cái bà tiết trực bán kỳ dọc tới bà mới tới quạt dùng của anh đó bà có sống quay nè chả dù đi dùng mình hẳn là cô dùng hoa cho bộ bà lại vay bà nhóm kết đó nè bà nâng hỏi cái nhà đó xây dưới đôi chật bọc cho mọi đôi chật bọc họ bộ bộ nè bộ bộ chìa bọt nè chả bây giờ tôi tập hiệp của má ơi tạm nhiên cả này chẳng còn
យំយំទីមើលខ្លាចឪពុកម្ដាយហ្នឹងវាយធ្វើបាបថាយើងអត់មើលអីកូនមើលសត្វរបស់ខ្លួនចឹងឲ្យគេយកទៅបាននេះទី2សត្វងាប់ទាំង2ចា៎ទៀតក៏ត្រូវនៅមិនអាចធ្វើស្រែចម្ការអីបានត្រូវតែលក់ស្លាប់ហើយក៏ត្រូវតែទៀតចឹងតែករណីនេះបើយើងមិនដឹងថាតាភិក្ខីឡាអ្នកខុសឬក៏ខាងសត្វពាហនៈហ្នឹងម្ចាស់មិនបានមើលទៅដល់ខ្លួនធម្មតាបើសិនជាជីវាដើរលើផ្លូវគឺដើរស្របផ្លូវមួយគ្នាវាមិនអីទេតែខ្លាចវាឆ្លងផ្លូវរញ៉េរញ៉ៃអីចឹងណាបាទចាគេឆ្លាច់ទៅឡានគេមកបុកហើយចាហើយបើសិនជាបងខាងភិក្ខីម្ចាស់នោះគោជាអ្នកខុសនោះគឺគេមានសិទ្ធិប្តឹងទាសំណងហើយចាចាសំណងឡានគេគោធំធំប៉ុណ្ណេះក៏មិនអស់$2,000ដុល្លារដែរឡានមួយហ្នឹងចាបាទត្រូវហើយកញ្ញារស្មីនិយាយខុសគឺត្រូវបើតាមច្បាប់គឺវាត្រូវបាទប៉ុន្តែយើងក៏លែងមើលទៅទិដ្ឋភាពរឿងមួយនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនគាត់មានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាបាទទោះជាបុកយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់ឡានហ្នឹងមិនព្រមឈប់ធ្វើការដោះស្រាយឬក៏ប្តឹងសមាគមនៅក្បែរនោះបាទព្រោះបងស្រីជាម្ចាស់គោឃើញមុខស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺអាចមានសិទ្ធិប្តឹងផ្ដាល់ទាសំណងទៅតាមនឹងមិនគួរណាលើកគោបងស្រីទៅអញ្ចឹងទេចា៎បាទនេះជាចំណុចដែលជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យជាប្រវត្តគាត់មិនសប្បាយចិត្តផងដែរទៅលើបាទម្ចាស់រជនដែលគាត់បុកសត្វពាហនៈតែយើងបាទគោយើងអត់នៅនឹងខ្លាចថាគោវាមកមុនម្ចាស់នៅក្រោយដូចអញ្ចឹងម្ចាស់អ្នកឡានបុកនឹងហើយហោមចាំឃើញខ្លាចថាម្ចាស់រត់ទៅនេះគឺជាការសង្ស័យបន្តែយើងឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តគាត់មេត្តាផ្ដល់មតិយោបល់វិញថាតើចំពោះទស្សនវិជ្ជានេះវិញតើសំទីបើសិនជាមានករណីបាទរថយន្តឬក៏ម៉ូតូបាទឬក៏យានជំនិះដែលបុកសត្វពាហនៈហើយបានលើកសត្វពាហនៈនោះដាក់ទៅដាក់ចូលរថយន្តបាត់ហើយគេចខ្លួនបាទអញ្ចឹងអាចំណុចនេះយើងមិនដឹងថាវានឹងយើងមិនដឹងថាតើនឹងមានរឿងអ្វីនៅកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិពិចារណាទាំងអស់គ្នាវិញបាទព្រោះអីអញ្ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាធ្វើបាបបងប្អូនស្រីគ្រប់ខើពេលណាគ្នានៅនឹងហើយលើកគោគ្នានៅមុខគ្នាស្រស់ស្រស់យកទៅយ៉ាងណាគួរចောက်ដោះស្រាយជាមួយគ្នាជាមួយឪពុកម្ដាយទោះគាត់មិនមានសំណងក៏គួរទទួលស្គាល់ថាគោវាខុសអីអញ្ចឹងអាចយកទៅបានឲ្យគ្នាវាអស់ចិត្តមានពាក្យពេចន៍និយាយជាមួយពុកម្ដាយណាបាទត្រូវហើយនិយាយរួមទៅករណីសត្វពាហនៈដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះគឺគោយើងមិនបានគ្រប់គ្រងហើយដូចជាខាងបាទខាងច្បាប់គោមិនបានគោមានសិទ្ធិមានច្បាប់អីដែរប៉ុន្តែបើតាមឲ្យដឹងពីបាទមតិមហាជនគាត់ថាមូលហេតុគឺមកពីការធ្វើប្រហែលរបស់ម្ចាស់គោដែលមិនឲ្យសត្វគោដើរលើផ្លូវសាធារណៈបាទមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់បាទចំណុចនេះទូស្គាល់ម្ចាស់មួយចំនួនហ្នឹងផ្លូវសាធារណៈផ្លូវជាផ្សេងផ្លូវជាតិទៅហើយគាត់ចង់គោគាត់ដើរកណ្ដាលខ្នងក៏គាត់មិនដេញចូលខាងចង់គោគាត់ដើរយឺតមួយគាត់មិនខ្វល់គាត់អត់ខ្វល់គាត់នៅដើរធ្វើធម្មតាឡានគេមកឡោទៅហើយគឺគាត់អត់ខ្ចីដេញគោគាត់ឲ្យមកខាងទីដែរបាទអញ្ចឹងហើយជាករណីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរមួយចំនួនគាត់ក្តៅក្រហាយបាទដូចជានៅគោវាមិនមែនចេះស្ដាប់អីដូចមនុស្សឲ្យចូលខាងចូលខាងណាតែមានម្ចាស់វិជ្ជាបាទត្រូវកញ្ញារស្មីហើយបើយើងនិយាយថាតាមច្បាប់បើសិនជាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងហើយបើសិនជាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ករណីកើតទុកមិនសុខចិត្តពីជួយរកគ្រោះអញ្ចឹងជួយរកគ្រោះអាចប្តឹងអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះដើម្បីឲ្យម្ចាស់គួចេញខ្លួនមកដោះស្រាយតាមច្បាប់បាទតែធ្វើអ្វីលុះដឹងលុះត្រាតែដឹងពីអាញាធោកបាទបើសិនជាគាត់ដូចថាករណីនេះហើយគាត់ស្រាប់តែមិនបានប្តឹងទៅអាញាធោកឲ្យដឹងឮជាប្រវត្តិអីមិនដឹងឮផងស្រាប់តែគាត់បាទយកគោគេទៅដាក់ចូលរថយន្តហើយជិះទៅបាត់អាហ្នឹងគឺគេហៅថាចោលវិញបាទគេអាចចោលបាទគេចោលថាចោលវិញបាទបើសិនជាម្ចាស់គោមានសិទ្ធិប្តឹងវិញតាមរកវិញបាទនេះគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងតែបើសិនជាគាត់បាទកើតឡើងចំពោះគាត់ហើយមានការខូចខាតយានយន្តរបស់គាត់នៅហ្នឹងមានដៃថាគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងហើយឲ្យម្ចាស់គោសងសំណងបាទហើយដូចជាកន្លងមកដូចជានៅខាងខេត្តកោះកុងក្នុងសេមបលប្រហែលខែមុនកញ្ញារស្មីគាត់មានការរណីរថយន្តបុកគោហើយរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបុកតតុយគ្នាធ្វើឲ្យរថយន្តពីរគ្រឿងហ្នឹងរងការខូចខាតមូលហេតុដោយសារសត្វគោមួយក្បាលបាទអញ្ចឹងខាងរថយន្តទាំងពីរហ្នឹងក៏បានចេញមកឲ្យបាទប្តឹងសមាគមនៅក្បែរហ្នឹងហើយឲ្យសមាគមនេះតាមផ្សព្វផ្សាយទៅម្ចាស់គោឲ្យចេញមកដោះស្រាយប៉ុន្តែដោយសារម្ចាស់គោគិតខ្លួនបាត់
mình khơi trên một đợt sáng chẳng khang làm cha được vốn sầm rách cắt cái đây tháp lũ cô mà các bạn nắng dột lối chạy khnhiều bà cứ chẳng bà nơi khang xem bà cha ta được cả này đi phải chụp hình kia được vốn bà ưng khắng cô thông thông sừng ấy họ đằng hoặc từng tí các bạn mà mình lươn thông mà ta thì còn đây giờ na lang quật của mình thử tít ra giờ on na có pi bay phuần này vừa quên cha bà hỏi cả này đi không nay bà cô sô mít ta bà và mình thôi là bươn bà sân thì đằng tha khang mốc miền buộc sập biển nặng đó chỉnh trạm lớn rư cho lòng cắt lời cái nhà đang xây mình đi tha đưa cho dương thô đằng hỏi khi cái lòng máu cười thạp cạn này đi bà sân cạn láng đau xa tay quạt khơi sạch biển nặng đa đa ép ép lư cho anh hỏi quạt mình bàn mình ong là bươn cái nào mình ong là bươn bà sân gì sạch biển nặng luôn quạt bà ấy cho lòng máu quách chúng ta chưa cứu thả trả trò chẳng bà sân chia mê ta phong giá tăng ọc nha cứ sông màu bộ phô ra quạt bạc bộ tam học lớn bà sân chưa khuyên vôn sát cù bà sát bì hẳn nặng nắng quạt đa ai phơi được quạt đâm trong quạt thả cù tài bật thôi là bướn đàm bây ca phía sở bản phiệt cứu thả trả trò tăng ọc nha chẳng có nơi dương bà phô miên đi chăng dương bà ta phô miên ngoài trường tỏ dạy ná có chỗ luôn sọc lại đó phô sợi đây bà của dương mình đâu không hạt cam đừng thả khăn na khóc khăn na trời bực coi quả đừng thả khăn lá đừng trời mà men trời nâng ở từng bữa ấy cứ trời hưởng lãng có trời mà nó trời tích tích hay cả nên đi dương lãng lãng cứ dương dọc phi chậm mạch nhà là xây tìm muối xong mọi bông bò nẹ bạc bó người ta bằng bạc giá chụp bố sạch biển nạ đà cạch lông phơi nâng tìm phí xong mọi bông bò đà gọt khuya sạch cô sạch biển nạ tàm lông phơi nâng bà người ta gọt à dọc chất tục đạ bà bằng bạc giá đôi khi nè bà cô mau đi thả đại đại ao khmer con trai quạt ở khuya cô hỏi đi thả cô trong đa bia 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 cặp bình phơi bà chú cá khăng đa chú cá nè ba cái quạt khăng chú cá đi thả quạt từ bên nhà con hỏi cô đa bình phơi đó quạt từ ca bên nhà chụp ple phong hỏi đi thả khmer nâng bia đi thả bia đang sờ lang cang tiên đập đình mấy chứ cô trái bà chẳng gì chia bàn hà môi tay được cả nào bà ông quân cha là cái nhà là xây miền riêng một to chỉ biết đồ bò phong